Hi, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong video này, mình hướng dẫn các bạn cách tối ưu hình ảnh trước khi đăng lên website, trong khi đăng và cả sau khi đăng lên website nhé. Cái việc mà tối ưu hình ảnh này rất là quan trọng ha. Hình ảnh là một trong những cái yếu tố giúp cái bài viết các bạn có thể lên top Google ha. Tuy nhiên thì nhiều bạn bỏ qua bước này, cho nên là mình làm video này để cho những bạn mới khi bạn vừa lập website thì bạn nên tối ưu từ đầu luôn nhé, để tránh sau này chỉnh sửa lại thì rất là mất thời gian ha. Rồi, đầu tiên trước khi mà đăng hình lên website thì các bạn cần phải đặt tên cho cái hình ảnh các bạn chuẩn SEO. Các bạn phải đặt hình ảnh theo tên từ khóa. Ngoài ra các bạn cần phải tối ưu cái dung lượng ảnh, có nghĩa là bạn cần phải nén ảnh ha, để cho cái dung lượng ảnh nó giảm xuống. Điều này sẽ giúp cái website các bạn nhẹ hơn, đỡ phải tốn dung lượng hosting. Đây cụ thông thường khi bạn lên trên Google, các bạn gõ một cái tìm kiếm một cái nền nào đó đi, ví dụ như là điện thoại đi chẳng hạn, thường thì bạn sẽ qua cái phần hình ảnh này đúng không, sau đó các bạn sẽ tải hình về. Đây cụ mình sẽ tải điện thoại iPhone này đi chẳng hạn. Đây thường các bạn sẽ tải hình về luôn. Đây các bạn thường nhấn chuột phải này, sau đó nhấn vào lưu hình ảnh này. Các bạn thường hay lưu như vậy đúng không? Nhưng mà khi các bạn lưu như vậy á, thì cái tên hình ảnh các bạn chưa có tối ưu nhé. Khi các bạn tải hình về, các bạn cần phải đặt lại tên cho nó nhé. Hoặc là mình sẽ tải một cái hình khác đi. Đây là hình này chẳng hạn. Rồi, nhấn vào lưu về. Thường các bạn sẽ lưu như vậy luôn đúng không? Nhưng mà các bạn để ý này, khi các bạn lưu về thì cái tên hình ảnh này nó là các cái ký tự nhá. Thì đầu tiên là các bạn cần phải tối ưu cái tên hình này trước ha. Đây ví dụ như tên điện thoại là gì, các bạn sẽ đặt lại tên cho nó. Các bạn sẽ nhấn chuột phải này, rồi nhấn vào rename, rồi các bạn đặt lại tên cho nó nhá. Ví dụ như là mình ghi là điện thoại Samsung chẳng hạn. Tên của nó là gì các bạn ghi vào nhá. A50 chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy ha. Thông thường thì mình để luôn từ khóa có dấu nhá. Còn một số người thì người ta để từ khóa không dấu và gần ngang như vậy, thì mình nghĩ là nó cũng tương tương giống nhau thôi. Rồi ngoài ra các bạn có thể lấy luôn cái tên tiêu đề này. Các bạn cần đôi C nhá. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần Property. Các bạn qua phần Detail. Rồi các bạn sẽ dán cái phần tên ha, tên sản phẩm vào đây để cho nó tối ưu luôn, cho nó nhấn OK. Đấy, tương tự như vậy các bạn có thể sửa lại ha, các bạn rename nó đi. Đấy, demo như vậy ha. Đó, sau đó các bạn copy cái tên sản phẩm này, sau đó nhấn vào chuột phải, chọn property, dán vào cái phần detail này. Tuy nhiên cái phần property này thì một số máy tính nó không có cái phần này nhé, không có điền được, cũng tùy vào từng máy nữa. Thì máy nào điền được các bạn cứ điền vào ha. Đấy, thì đầu tiên các bạn phải đổi tên nhé. Các bạn phải đổi tên cho nó ha. Cái việc đổi tên này ngoài giúp cái bài viết các bạn chuẩn SEO thì nó còn giúp các bạn dễ dàng quản lý hình ảnh khi mà đăng lên website. Tức là khi mà đăng lên website, nếu các bạn đặt tên hình ảnh như vậy thì sau này các bạn tìm kiếm cái hình nó rất là dễ ha. Tí nữa thì mình sẽ demo cho bạn xem. Rồi, thì đó là cách để mà đặt tên hình ảnh ha. Nói chung là các bạn muốn SEO từ khóa gì thì các bạn sẽ đặt tên hình ảnh theo từ khóa đó nhé. Sau khi đặt tên xong thì các bạn sẽ tối ưu cái dung lượng hình ảnh nữa nhé. Đây, để mà kiểm tra dung lượng hình ảnh thì các bạn nhấn chuột phải này, rồi nhấn vào cái phần Property. Rồi các bạn thấy cái dung lượng hình ảnh này là 797 KB, rất là cao ha. Rồi ví dụ hình này xem. Là 41 KB. Đấy, hai hình này khá là nặng ha.
Thì để mà tối ưu được cái dung lượng hình ảnh á, thì các bạn cần làm cho mình hai việc. Thứ nhất, nếu mà cái hình ảnh các bạn quá to thì các bạn cần phải giảm kích thước lại ha. Hình ảnh mà nhỏ thì không cần nhá, nhưng mà hình ảnh mà to, kích thước hình ảnh to thì bạn cần phải giảm cái kích thước hình ảnh lại. Đây mình copy một cái hình mình dán cho bạn xem để bạn thấy sự thay đổi nhé. Ví dụ các bạn đây, để mà giảm dung lượng ảnh thì các bạn sẽ nhấn chuột phải ha, nhấn chuột phải vào cái hình này. Sau đó các bạn nhấn vào Edit. Rồi thì nó sẽ ra cái phần mềm P này, cái công cụ P này bạn có thể chỉnh sửa ha. Đấy thì các bạn sẽ kiểm tra kích thước của nó nhé. Ví dụ như kích thước của nó hiện tại này, các bạn nhấn vào cái phần Resize đây. Kích thước của nó là 3000 nhân với 1000 thì rất là to ha. Thì thường mình sẽ để kích thước là 600 thôi. Thường mình sẽ để từ 600 cho tới 800 nhé. Rồi nhấn OK. Đây mình sẽ to lên, phóng to lên tí. Đây thì nó vẫn không có bị không có quá nhỏ nhé, nó cũng vừa rồi. Rồi, sau đó các bạn lưu lại ha. Sau đó các bạn kiểm tra lại cái dung lượng ảnh này. Đây các bạn kiểm tra lại cái dung lượng ảnh nó đã giảm chưa nhé. Đến vào property xem này, dung lượng đã giảm xuống là 102 này. Hồi nãy là bao nhiêu? Hồi nãy là 700. Đây, cái này là 797 này. Tương tự như vậy, cái hình này các bạn cũng chỉnh sửa nó đi ha. Nhấn vào chuột phải, chọn Edit này. Rồi ví dụ như khi hình ảnh ra 600 nhân 600 thì mình thấy ok rồi, mình không có giảm nữa ha. Giảm nữa thì nó sẽ bị vỡ hình ha. Rồi tiếp theo, nếu các bạn thấy cái dung lượng ảnh này nó vẫn cao đúng không? Đây, dung lượng ảnh này nó vẫn cao, 102 KB vẫn cao, thì bạn sẽ dùng thêm cho mình cái công cụ, cái trang web đó là compressor.io nhé. Link trang này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Đây, các bạn sẽ vào cái trang này, sau đó các bạn sẽ chọn hình ảnh ha. Đây, các bạn sẽ nhấn vào Select Image. Các bạn có thể kéo thả chuột cũng được, hoặc là nhấn vào Select này. Chọn hình ha, ví dụ mình sẽ chọn luôn cả hai cái hình này. Đấy, hai hình vừa sửa xong. Rồi nhấn vào Open. Thì nó sẽ giảm dung lượng các bạn. Ví dụ như cái ảnh này là dung lượng 102 đúng không? Thì nó sẽ giảm tới 75% là còn 25 KB thôi. Hình này thì 48 KB, nó giảm 65% còn 17 KB. Đấy, thì bạn sẽ tải hai hình này về. Thì mình sẽ nhấn vào Download All luôn nhé, để tải nó về ha. Đây. Các bạn tải từng hình cũng một nhé, tải từng hình thì các bạn khỏi phải giải nén ha. Còn ở đây mình tải luôn cả file nên là mình phải giải nén. Đây thì bạn kiểm tra lại cái dung lượng ảnh đã được giảm chưa? Đây, dung lượng chỉ còn 25 KB thôi. Đấy thì đó là cách để giảm dung lượng hình ảnh ha. Rồi sau khi mà giảm dung lượng hình ảnh rồi thì bây giờ các bạn đăng bài lên thôi. Đây, ví dụ mình sẽ đăng một cái bài. Rồi mình sẽ lấy luôn cái bài này đi. Demo nhé, mình sẽ copy. Sau đó mình nhấn vào viết bài này. Rồi, mình sẽ dán vào đây. Thì các bạn sẽ tải hình lên cho mình. Các bạn muốn để hình ở đâu thì nhấp chuột vào cái phần đó ha. Đây, ví dụ như muốn để vào đây thì nhấp chuột vào đây. Rồi cho nó xuống giữa. Hoặc ở trên này. Các bạn chọn Media này để thêm hình này. Sau đó các bạn nhấn vào tải file lên. Chọn tập tin. Rồi, sau khi tải hình lên thì bạn sẽ tiến hành tối ưu hình này. Để mà tối ưu hình này thì các bạn sẽ nhấn vào hình ảnh ha, sau đó nhấn vào cái phần bút chì ở đây. Thì bạn sẽ thêm thêm cái từ khóa của sản phẩm ở đây ha. Thì hồi nãy từ khóa là gì ta? Điện thoại Samsung A50 đúng không? Đấy, các bạn sẽ viết từ khóa ở đây, sau đó nhấn Ctrl C rồi dán vào phần tiêu đề hình ảnh này. Đó. Rồi chú thích này thì bạn sẽ ghi gì đó ha. Đây ví dụ như
Mình copy đoạn này đi. Đây là chú thích. Chú thích cho cái tên hình ảnh này á. Đấy, kiểu như vậy nhá. Đây, Samsung mới đúng ha. Chú thích thì các bạn cũng phải để từ khóa nhé. Đấy, ví dụ Samsung A50. Đấy, kiểu như vậy ha. Rồi, căn dòng chính giữa. Đường dẫn các bạn cũng để từ khóa vào luôn này. Kích cỡ thì bạn chọn kích cỡ đầy đủ nhé. Kích cỡ mà hồi nãy các bạn đã chỉnh ở bên phần mềm nữa, bên pin nữa. Rồi nhấn vào cập nhật. Khi bạn chỉnh sửa hình á, thì bạn nên chỉnh sửa những cái hình kích thước giống nhau nhé, thì cái website của bạn, cái bài viết các bạn sẽ trông đẹp mắt hơn. Và sau này khi bạn đăng các cái bài viết khác mà các bạn muốn dùng cái hình ảnh này á, vẫn muốn dùng cái hình ảnh của sản phẩm này thì các bạn không cần tải lên nữa nhé, mà các bạn sẽ dùng luôn cái hình ảnh này. Ví dụ sau này các bạn viết một cái bài khác đi mà các bạn cũng muốn lấy cái hình ảnh tương tự như vậy á. À, giống như vậy á, thì các bạn vào thêm media này, sau đó các bạn chọn cái tên hình ảnh, ví dụ như các bạn gõ điện thoại này, thì nó sẽ ra những cái hình ảnh, những cái hình ảnh nào mà có cái sản phẩm, cái tên sản phẩm là điện thoại thôi, các bạn nhấp chọn thôi nhé, chứ các bạn đừng có tải lên nữa nhé. Các bạn tải lên nữa mà một cái hình ảnh giống như vậy nữa thì nó sẽ làm tốn dung lượng ảnh các bạn ha, tốn dung lượng website các bạn. Đấy, các bạn sẽ vào media để chọn lại cái hình đó ha, gõ tìm kiếm này, gõ điện thoại, sau đó thì nó sẽ hiện ra những hình ảnh liên quan tới điện thoại, thì bạn sẽ thích chọn ha. Đấy, các bạn muốn chọn những hình cũ thì bạn lựa chọn, rồi nhấn vào trên bài viết. Đấy, như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được cái dung lượng hosting các bạn ha. Sau đó các bạn ghi từ khóa vào đây, đây ghi từ khóa vào đây. Đây, chú thích thì bạn ghi thêm gì đó nhé, nhưng mà phải có từ khóa ha. Rồi tiêu đề hình ảnh thêm vào, đường dẫn thêm vào, rồi kích cỡ thì bạn sẽ chọn kích cỡ đầy đủ ha, rồi nhấn vào cập nhật. Rồi thì đó là cách để tối ưu hình ảnh khi mà đăng lên web. Rồi ngoài ra còn một cái mẹo nữa mình cũng hướng dẫn các bạn luôn, đó là các bạn có thể tối ưu ở cái phần thư viện ảnh. Trong trường hợp là các cái bài viết ở trên website các bạn đã xóa nhưng mà hình ảnh không xóa thì các bạn cũng cần phải tối ưu lại cái thư viện ảnh các bạn nhé. Đây, ví dụ như trường hợp mà ví dụ như trường hợp này, ví dụ mình đăng lên đi, mình đăng lên sản phẩm này lên đúng không? Đấy, mình đăng sản phẩm này lên. Đây, đây là sản phẩm vừa đăng. Tuy nhiên thì sau này vì một cái lý do nào đó mà mình không có dùng cái không có dùng cái bài viết này nữa thì mình sẽ xóa nó đi. Đây, mình sẽ xóa nó đi nhé. Ví dụ mình sẽ xóa cái bài viết này. Nhấn vào hình động, nhấn vào bỏ thùng rác. Thì cái việc mà xóa cái bài viết này đi, nhưng mà cái nền nó vẫn không xóa nhé. Nó vẫn nằm trong cái website bạn. Đây, ví dụ như mình sẽ vào cái phần thư viện. Đây, phần media. Các bạn thấy hình ảnh nó vẫn tồn tại đúng không? Thì những cái trường hợp này nếu các bạn không xóa những hình ảnh này đi thì nó sẽ làm nặng cái hosting các bạn. Do vậy là các bạn cần phải xóa nhé. Tuy nhiên để mà xóa hình này thì không thể nào các bạn gõ từng hình một được. Ví dụ như website các bạn một hai hình thì không sao, nhưng mà nếu mà nhiều hình thì các bạn không thể nào mà gõ tên từ khóa được. Hoặc là các bạn cũng không thể nào mà chọn từng hình như vậy được, rất là mất thời gian ha. Thì đối với trường hợp này thì các bạn nên cài công cụ, cài một cái plugin để xóa toàn bộ những hình ảnh không sử dụng ở trên web nữa ha. Dùng công cụ thì bạn đỡ phải xóa bằng tay. Xóa bằng tay thì nhiều khi bạn xóa nhầm những hình ảnh các bạn đang xài. Thì để mà cài plugin xóa hình ảnh hàng loạt như vậy thì bạn sẽ vào cho mình cái phần plugin. Đây, tìm tới cho mình cái phần plugin này.
Các bạn chọn cài mới nhé. Công cụ này nó sẽ phát hiện ra những cái hình ảnh nào các bạn không sử dụng nhé. Rất là hay ha. Cho các bạn tới cho mình cái phần tìm kiếm gói mở rộng này. Các bạn gõ cho mình là Media Cleaner. Đây, Media Cleaner nhé. Các bạn gõ cái từ khóa này. Thì nó sẽ ra cái công cụ này ha. Nó sẽ ra công cụ Media Cleaner, Clear Your Website. Thì nó sẽ hiện ra nút cài đặt ở đây. Đây, nút cài đặt giống như ở đây này. Thì bạn nhấn cài đặt, sau đó các bạn nhấn kích hoạt là được nhé. Sau khi kích hoạt xong này, thì ở trong website bạn nó sẽ có phần Mail App này. Media Clear này. Thì các bạn sẽ vào đây. Các bạn sẽ vào phần này. Rồi. Sau khi vào đây thì các bạn sẽ tới cho mình cái phần là Media Clear này nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có phần Scan. Đây nó sẽ có phần Scan. Các bạn nhấn vào Scan để nó sẽ quét ra những cái hình ảnh nào các bạn không sử dụng ha. Đây. Các bạn đợi nó quét nhé. Nếu mà website các bạn nhiều dữ liệu thì nó sẽ quét hơi lâu nhé. Đây ha, sau khi nó quét này thì nó sẽ quét ra những hình ảnh không sử dụng này. Có hai cái hình ảnh hồi nãy là mình không có dùng ha. Mình đã xóa đi rồi ha, xóa cái bài viết rồi thì nó vẫn tồn tại hình này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào Delete All nhé. Đây nhấn vào Delete All này. Nhấn vào OK. Rồi, xóa hình xong thì bạn có thể là ngưng kích hoạt công cụ này cũng được ha. Các bạn vào login. Các bạn sẽ tìm tới công cụ. Đây, Media Cleaner. Các bạn nhấn vào ngừng kích hoạt. Rồi, thì như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tô hình ảnh trước khi đăng, trong khi đăng cũng như là sau khi đăng lên website. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào và các bạn muốn mình làm thêm chủ đề nào thì bạn comment bên dưới nhé. Các video sau mình sẽ hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share ủng hộ mình nhé.